Có thể nói hôm qua là ngày thi đấu vô cùng sôi động của LCK khi mà cả hai trận đấu đều mang đến cho người hâm mộ những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Ở trận đấu cuối ngày, T1 đã giành chiến thắng 2-0 tương đối dễ dàng trước Pro. Trong ván đầu tiên, Pro tỏ rõ ý định tấn công vào Zeus khi mà Morgan cùng các đồng đội liên tục va chạm với tuyển thủ đường trên của T1. Để rồi Final MVP World 2023 phải liên tục nằm xuống trước lưỡi kiếm của Atros. Tuy nhiên, khu vực đường dưới lại là điểm mà Pro bị T1 khoét vào sâu hơn, khi mà bộ đôi xạ thủ hỗ trợ tân binh của họ không khiến cho Gumayusi và Keria mất quá nhiều công sức để hủy diệt. Với sức ép khủng khiếp của mình, T1 chỉ cần 6 phút để lấy về trụ một đường dưới và đẩy bộ đôi bên phía đối phương rơi vào tình trạng thở oxy. Guma Keria cũng di chuyển sang các đường còn lại và rồi sức mạnh của cả bot T1 là không thể bị ngăn cản. Phút 23, T1 có được chiến thắng ở pha giao tranh khu vực Hamaron. Mặc dù Faker nằm xuống nhưng với 4 thành viên còn lại là đủ để họ có được chiến thắng ở ván đấu đầu tiên. Bước sang ván 2, T1 và Pro thi đấu phóng khoáng và giao tranh không ngừng nghỉ trên khắp bản đồ. Với đội hình hai xạ thủ và có được khá nhiều mạng hạ gục, Pro thi đấu có phần lấn lướt trước T1, nhưng bấy nhiêu khoảng cách là không đủ để ngăn cản Faker và những đồng đội. Giai đoạn giữa và cuối ván đấu, đội hình băng vào giao tranh của T1 đã phát huy sức mạnh. Hai xạ thủ bên phía Pro không được chơi game quá lâu. T1 dễ dàng kết thúc trận đấu sau 30 phút và cùng nhau ăn mừng cột mốc 3.000 điểm hạ gục của đội trưởng Faker tại LCK. Katie Roster và DragonX đã mang đến cho người hâm mộ một cặp đấu vô cùng hấp dẫn. Hai đội liên tục có những giao tranh mãn nhãn cũng như những pha cướp mục tiêu vô cùng ấn tượng của Pusik và khiến cho trận đấu tưởng chừng như một chiều này trở nên khó đoán. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Roster, nhưng điều ấn tượng nhất có lẽ là giọt nước mắt sau trận của Spawn. Ở ván đầu tiên, DragonX đã thi đấu trên cơ hoàn toàn, đội tuyển được đánh giá cao hơn là Katie ở khâu đi đường và macro giữa ván đấu. Mặc dù Katie đã nhường được mạng hạ gục cho Draven của Dev từ sớm, cũng như pha xử lý cướp Baron đầy lạnh lùng của Pusik, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ để giúp họ có được quyền kiểm soát ván đấu. Ở phía đối diện, DragonX lại thể hiện lối chơi vô cùng chặt chẽ và kỷ luật. Họ có những pha di chuyển trước đối phương một bước và dần bóp nghẹt Katie để vươn lên dẫn trước 1-0. Bị dội gáo nước lạnh, Katie quyết tâm không để cho cơn địa chấn xảy ra với màn thi đấu đầy năng nổ của cả năm thành viên. Trong đó ấn tượng nhất là Pusik với màn trình diễn Lee Sin quá hoàn hảo. Anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng trên bản đồ, cũng như có hàng loạt những pha cướp mục tiêu quan trọng khiến cho những nỗ lực của rồng xanh trở nên vô ích. Với những khoảnh khắc ngôi sao đến từ người đi rừng của mình, Katie Roster đã có được ván gỡ hòa một đều. Để ván quyết định, mặc dù DragonX đã có những khoảnh khắc vươn lên dẫn trước về màn hạ gục, nhưng lại là Pusik lên tiếng đúng lúc khi anh ta không để cho DragonX có được Baron hai lần liên tiếp. Katie có được bộ lợi, họ vô hiệu hóa hoàn toàn con bài Jhana trong tay Rascal. BDD cùng các đồng đội dần dần có được thế trận và sau khi chiếm được linh hồn rồng lửa, họ dễ dàng đẩy nhà chính DragonX để có được chiến thắng 2-1. Pro chắc chắn không thể nào là đối trọng tương xứng với T1, nhất là khi Faker và các đồng đội vẫn test tướng nhưng lại thể hiện một sự tập trung và nghiêm túc bất ngờ. Đặc biệt trong ván 1, bộ đôi đường dưới mang ra một sự kết hợp vô cùng quen thuộc trong rank nhưng hiếm khi xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp. Katlyn, Lux, đây được xem là bộ đôi có sát thương tầm xa cực mạnh và sở hữu bộ kỹ năng không chế cứng tuyệt đối. Ngoài ra cả Katlyn và Lux đều ít nhiều là những vị tướng rất được Umayusi và Kera yêu thích. Thực tế cả hai ván đấu đã không nằm ngoài dự đoán của cộng đồng. Bro sở hữu những tuyển thủ trẻ và có những bộ kỹ năng tốt, tuy nhiên chừng đó chỉ đủ tạo nên highlight, ngoài ra thì không có tác dụng khiến T1 thua trận. Thậm chí T1 thi đấu còn có phần chiêu chiêu trong cả hai ván. Keria đạt POG cho ván đấu đầu tiên với màn thể hiện Lux gánh sát thương của mình. Đây có thể xem là một trong những cặp bot mà T1 thử nghiệm hiệu quả nhất LCK Xuân tính đến hiện tại. Nhưng màn trình diễn của Faker và các đồng đội, đặc biệt là cặp bot Gumayusi Keria, đã khiến khán giả không khỏi lo lắng. Cụ thể, bình luận viên Ketro đưa ra Gumayusi Keria lấy hết dàn trụ đường dưới sau 7 phút, sau đó họ lấy luôn dàn trụ đường trên chỉ trong 10 phút và dẫn thêm 4.000 vàng so với đối thủ cùng lên bên kia. Họ chọn Katlyn Lux để chào đón đường dưới của Pro, là những tân binh và hôm nay là ngày ra mắt của họ. Hãy tưởng tượng, bạn là tân binh, đánh với Gumayusi Keria, họ chọn Katlyn Lux và làm vậy với bạn xem. Nhưng có lẽ đây cũng chỉ là những lời đùa vui và chiến thắng của T1 mới là quan trọng. Hơn nữa, việc được cọ sát với một đội tuyển đẳng cấp thế giới và đội đó thi đấu nghiêm túc, tôn trọng đối thủ chính là những kinh nghiệm quý báu với các tuyển thủ trẻ. Trong lịch sử, cộng đồng game thủ đã được chứng kiến không ít những vụ việc xoay quanh vấn đề dàn xếp tỷ số và trong hầu hết tình huống thì vấn đề này luôn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đội tuyển cũng như tuyển thủ. Mới đây, cộng đồng Việt Nam bất ngờ lan truyền một tin đồn về một tuyển thủ đang bị Riot Games điều tra bán độ. Trong tin đồn đó, tuyển thủ bị điều tra được cho là S, cái tên bắt đầu bằng chữ S và có tổng cộng 4 chữ cái trong tên. Vì nguyên nhân này đã có nhiều thuyết âm mưu về những tuyển thủ có tên tương tự, mà trong số đó thì Spot, tuyển thủ của Rainbow Warriors cũng bị réo tên.
Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng chính đội Rainbow Warriors cũng đang dính nghi vấn liên quan đến đấu bảng. Kết quả là ngay khi trận đấu với Team Secret vừa khép lại, Rainbow Warriors đã lên tiếng đính chính về vấn đề này. Team Rainbow Warriors xin được thông báo và đính chính rằng hiện tại team nói chung và cá nhân tuyển thủ Nguyễn Sport Phan Đình Khôi không thuộc diện điều tra nghi vấn về vi phạm về điều lệ thi đấu của giải đấu VCS nói riêng và Riot Games nói chung. Mong các bạn đừng lan truyền tin không đúng cũng như thổi phồng các thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự cũng như đời sống cá nhân của tuyển thủ. Team Rainbow Warriors xin chân thành cảm ơn. Qua đó, những cuộc thảo luận xoay quanh cái tên S lại tiếp tục nổ ra với những ứng viên khác. Hiện tại vụ việc vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Một trong những đội tuyển đang có mặt thể hiện ấn tượng nhất tại LCK Xuân, tính đến thời điểm hiện tại chắc chắn phải là Quanofrix. Một tập thể trẻ trung nhưng sở hữu kỹ năng cao, Quanofrix đang cho thấy họ là thực sự là một chú ngựa ô. Những cái tên như DK hay trước đó là KT đã chứng kiến và thấm thía sức trẻ của Quanofrix. Đặc biệt, Vu đã cho thấy tại sao anh được đôn gấp lên từ đội Challenger, lên thẳng đội 1 và thay thế luôn cả Taeyeon. Trước thềm cuộc đối đầu với Zhang Ji, Quanofrix cũng được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ. Họ không làm người hâm mộ thất vọng khi Zhang Ji phải mướt mồ hôi mới có thể giành chiến thắng. Đặc biệt trong ván 1, có những khoảnh khắc tỏa sáng của Dudu khiến cho Quanofrix đã có không ít lợi thế. Tuy nhiên sự cơ động của Kenya, kỹ năng thượng thừa của Jovi, Kin đã giúp Zhang Ji giành chiến thắng. Đặc biệt không thể không kể đến chính vị tướng Kessante trong tay Kin đã có ít nhất 2 tình huống một mình chống cả đội hình đối phương và hạ gục gần như toàn bộ đội hình Quanofrix. Có thể nói chiến thắng của Zhang Ji trước ngựa ô của giải có công rất lớn của Riot. Vị tướng đường trên dạng đấu sĩ của họ thực sự quá kinh khủng, dù cho gần như xuyên suốt giai đoạn từ đầu đến cuối ván đấu, Kessante không thể chống đỡ nổi trước sức mạnh của Aatrox trong tay Dudu. Chưa kể Kessante của Kin còn lên theo hướng thuần tanker nhưng vẫn sở hữu sát thương vô cùng đáng nể. Chỉ kiến sức mạnh của Kessante trong tay Kin bên cạnh kỹ năng của tuyển thủ nhà Zhang Ji, không ít khán giả cho rằng vị tướng này thực sự quá trash. Với một Kessante thuần tank, Kin gây ra 30.000 sát thương. Đây là con số mà ngay cả những xã thủ cũng phải mở ức. Cần phải biết Aatrox, sát lực của Dudu cũng chỉ gây được khoảng 27.000 sát thương mà thôi. Có ý kiến còn yêu cầu Riot nhanh chóng xóa hoặc xử lý giảm sức mạnh vị tướng này khẩn cấp. Tuy nhiên ít nhất là thời điểm hiện tại thì Riot có lẽ sẽ không có bất kỳ chỉnh sửa nào đáng chú ý cho vị tướng đến từ Shurima. Nhưng trong tương lai, có thể nhà phát hành sẽ xem xét tiếp tục giảm sức mạnh của Kessante, nhất là khi cái tên này đang tiếp tục hoành hành trong game, đặc biệt là các giải đấu. Nếu rơi vào tay những người chơi có kỹ năng cao thì hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng.